Hello Simin, chào tất cả anh em. Tiếp tục ngày hôm nay, bên em lại bóc hộp những cái dòng vàng rất là rẻ anh em nhé. Vàng giá rất là rẻ mà lại còn hay nữa. Hôm nay có bóc hộp con vàng FX500 này. Dòng vàng FX500. Hôm nay bóc 3 con anh em nhé. Và một bộ mic BS700 nữa. Thì có gửi cho 3 bác khách hàng của bên em. Và theo cầu của anh Hoàng nhé. Anh này anh Đồng Nai. Ở Đồng Nai thì hôm nay sẽ làm video hướng dẫn và cách tinh chỉnh cái dòng vàng này và spec ok, sau đó sẽ đăng hàng gửi cho tất cả các bác. Ở đây thì khi anh em mua về đấy, khi mua vàng về nhé thì tất cả đều là hàng mới, bóc hộp hết đấy, đều là hàng mới hết, ok chưa? Đấy, bóc ra này. Hộp đây đều có sách hướng dẫn sử dụng, có cái tua vít này. Đấy, có một cái remote anh em nhé. Đấy, có cái remote này, dây nguồn hai chấu này, ok chưa? Và có pin nữa, pin này chúng ta sẽ nắp vào khiển anh em nhé, nắp vào cái remote này. Đấy, ok chưa? Đấy, thì nên bóc luôn cái bộ mic này đi. Đấy, bóc luôn bộ mic lên, test đằng nào test luôn gửi cho các bác. Cái dòng vàng này giá rất là rẻ, chỉ có 1.500.000 đồng thôi, bao ship. Đấy, bao ship và tặng dây rắc cho tất cả anh em. Đấy, đây là bộ mic này. Đấy, mic BS700, ok chưa? Đấy, sẽ đấu dây vào nhé. Đây dây nguồn đây. Đấy, cắm cái rắc 6 ly vào là xong thôi. Này rất đơn giản, 1.500.000 đồng. Giờ sẽ bật công tắc nguồn lên này và sẽ mở cái bản nhạc lên anh em nhé. Ở đây thì sẽ lấy nhạc sử dụng cổng quang. Đấy, ok chưa? Đấy, đã có nhạc rồi. Rất đơn giản thôi. Sẽ bật công tắc nguồn của mic này lên và em sẽ test luôn. Nhạc rất là hay đúng không ạ? Con này chỉnh bass check thì rất là dễ. Đấy. Chỉnh bass check rất là dễ thôi. Đây là sách hướng dẫn sử dụng này. Hàng này thì quá đẹp luôn. Chỉnh đầy đủ cho tất cả các bác. Tăng bass lên này. Ok chưa? Đấy. Bây giờ sẽ đây luôn quay này. Echo rất là đẹp, rồi sẽ tăng lên này, tăng echo lên, tăng nhạc lên này. Giảm đi nhé, giảm đi đến cái tiếng mập này, 1 2 5 6 7 8 9, tăng effect lên đây. Ok chưa? Rất đơn giản. Ngoài ra thì cái dòng vang này thì nó có cả FBX chống hú nữa, nút FBX này. Khi chúng ta hát wuzit thì chúng ta sẽ nhấn vào nhé, nếu bị wuzit, còn nếu bình thường anh em sẽ nhả ra thì cái tiếng nó sẽ bay hơn. Ở đây chỉnh đầy đủ cho tất cả các bác về chỉ việc sử dụng này. 7 7 8 9. Ok nhé. Rất là hay đấy ạ.
Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.